ăn nhiều rau sống tưởng tốt, ai dè rước đủ thứ bệnh vào người, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đây anh chị đã biết chưa? Có lẽ anh chị sẽ không muốn ăn rau sống nữa khi mà xem hết clip này. Đó là vì có một cái loại ký sinh trùng có tên là sán lá gan lớn. Ấu trùng đuôi của nó rất là thích bám vào loại rau mọc dưới nước, hoặc là chúng có thể bơi tự do trong nước. Khi mà chúng ta ăn phải những cái loại rau có chứa ấu trùng sán lá gan ấy, thì chúng sẽ vào dạ dày xuống tá tràng, tự tách vỏ và xuyên qua thành tá tràng vào vòng cung mạc rồi đến lá gan. Nó đục thủng vào gan và xâm nhập sâu bên trong vào những cái nhu mô gan, từ đó làm tổn thương gan và có thể gây áp xe. Sau giai đoạn xâm nhập vào nhu mô gan từ 2 đến 3 tháng thì sán bắt đầu xâm nhập vào trong đường mật, chúng trưởng thành và đẻ trứng ở đấy. Tại đây thì sán trưởng thành có thể ký sinh và gây bệnh trong nhiều năm. Nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời và được điều trị ấy, thì tại đường mật chúng sẽ gây tổn thương biểu mô đường mật, gây tắc mật, viêm và xơ hóa đường mật thứ phát, và cũng có thể gây ung thư biểu mô đường mật. Do đó, để phòng tránh nhiễm sán lá gan lớn, ngoài việc rửa rau kỹ bằng máy sục ozone hoặc là rửa nhiều lần bằng nước thường, có hỗ trợ thêm với nước rửa rau chuyên dụng, rửa dưới vòi nước chảy mạnh, thì chúng ta nên chú ý không sử dụng các cái nguồn rau có màu sắc, hình dáng, mùi vị lạ. Nên chọn mua rau ở các cái cửa hàng rau sạch, rau an toàn, có kiểm nghiệm của các cái cơ quan chức năng. Hãy thay đổi cách ăn rau sống và chia sẻ video này cho người thân, bạn bè của mình cùng biết để cùng phòng tránh anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.